Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chúng ta vẫn thường hay dùng cái câu thành ngữ này để nói về những cái sự vất vả khó khăn của bà con nông dân từ nhiều năm nay. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, có thể nói thì cách đây khoảng 10 năm, hầu hết nông dân canh tác trên các cánh đồng của mình thì họ hoàn toàn dùng sức lực và nông cụ thủ công rất là sơ sài. Cảnh con trâu đi trước, cái cày đi sau, hay cụ thể là bà con của chúng ta cấy lúa hay là gặt lúa đều là bằng tay cả, tốn rất nhiều chi phí và việc thuê nhân công sản xuất cho đến thu hoạch thì cũng phải đều là bằng tay cả. Đến cuối vụ, sau khi mà trừ hết chi phí thì chúng ta thấy là lời lãi cũng chẳng còn được là bao nhiêu. Vâng, đó là những hình ảnh mà những người nông dân Nam Lũ của chúng ta ở trước cái giai đoạn mà 4.0 được thực hiện tại nước ta, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì đã khác rồi. Từ giờ nhiều địa phương người nông dân đã làm chủ cơ giới hóa trên cánh đồng của mình. Như là khi gieo cấy thì có máy cấy này, gieo xạ thì chỉ trong vòng 15 phút thôi có thể gieo được tận 1 hecta lúa, thay vì việc là phải mất một ngày dành cho việc gieo xạ như là trước đây. Cơ giới hóa đồng ruộng là cách mà người dân đã thay đổi phương thức sản xuất từ truyền thống chuyển sang hiện đại. Còn nông nghiệp 4.0 thì chính là thay đổi phương thức quản lý nông nghiệp. Theo đó thì nông nghiệp 4.0 sẽ mở đường cho những hoạt động sản xuất chính xác, chặt chẽ mà con người thì không cần phải trực tiếp vào mặt, đúng không ạ? Vâng, cũng tại huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp, vùng đất Đồng Tháp 10, thưa quý vị, có một lão nông ở huyện Đồng Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp đã nói với các phóng viên của Nông Thôn Chuyển Động như thế này. Ngày xưa thì cực lắm, giờ thì mình hơn 60 tuổi rồi, đa thăm ruộng cũng rất là nhàn. Chỉ cần ngồi xuống uống một ly trà đá, theo dõi lượng phân bón, lượng nước tưới tiêu, thông qua cái chiếc điện thoại thông minh, rất là quen thuộc với tất cả mọi người rồi. Không cần phải xuống ruộng khổ cực như ngày trước nữa, thì lão nông này cũng có thể là kiểm soát được đồng ruộng của mình. Vâng, đây là một câu chuyện rất thú vị của những người nông dân ở huyện Đồng Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp, đúng không ạ? Họ đã sử dụng công nghệ 4.0 và canh tác hàng nghìn hecta trồng lúa để tiết kiệm được chi phí này, giảm được nhân công này, tăng được năng suất cho cây lúa. Và trước đây những lý tưởng này thì chỉ có ở trong mơ ước của những lão nông miền Tây thôi, nhưng mà nay thì họ đã trở thành những người nông dân mà có thể làm chủ công nghệ thông minh trên chính mảnh ruộng của mình. Ông Nguyễn Văn Thuận đã dành cả cuộc đời mình gắn bó với nghề trồng lúa, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ông Thuận chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh. Ông chỉ cần ngồi một chỗ, nghỉ ngơi, uống ly trà đá, nhưng vẫn kiểm tra được lượng nước tưới tiêu vào 20 mẫu ruộng trồng lúa chỉ thông qua một chiếc điện thoại thông minh như thế này. Không có mấy cái công nghệ và thông minh này á, thì mình quải bình, mình quải thúng rồi ra mình xạ phân rồi mình xịt thuốc. Nhưng bây giờ là có cái công nghệ thông minh này thì mấy người già khỏe lắm. Thì giờ cũng như là hiện giờ là ở cái cánh đồng này giờ nó có cái mô hình mà sinh thái này nè, cho nên là thường thường là sáng mình cũng đi thăm ruộng, nhưng mà ra cái là ngồi uống cà phê uống nước trà đầu tâm sự rồi nói là chứ không có phải như hồi xưa là như từ ở trong ruộng trong nhà chẳng mà lội ra đây á, là thăm ruộng giáp vòng cái lội vô cái là rồi tới buổi trưa, còn ở đây giờ xe chạy tới chỗ kể như là mình đi khỏe lắm. Như tôi thì hồi xưa tôi làm đó, giờ thì có cái công nghệ 4.0 này, cái đi tập huấn đồ này kia nó học hỏi thêm cái nó nhiều hơn chút nữa thì làm cái càng ngày lúa nó càng trúng hơn hồi xưa. Nó giảm được cái giá thành, cái hồi xưa mình làm cũng như là 5 triệu đi giờ mình giảm lại được 1 triệu thì nó cũng đỡ lắm rồi. Đây là cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm nước, ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0 của những thành viên trong hợp tác xã Mỹ Đông 2. Hợp tác xã đang sở hữu những công nghệ 4.0 tiên tiến bậc nhất ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Đây là trạm bơm điện hiện đại nhất, phục vụ cho 170 hectare đất sản xuất lúa. Trạm bơm này dẫn nước để tưới tiêu đồng ruộng, đồng thời tiêu thoát nước trong mùa lũ, quan trắc mực nước từ xa bằng điện thoại thông minh. Việc đóng và mở hệ thống van điều tiết cũng hoàn toàn qua phần mềm kết nối với điện thoại di động. Đây là một trong những công nghệ được áp dụng đồng bộ trên cánh đồng mẫu lớn của Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Đông 2 mà những người nông dân như ông Thuận đã làm chủ hoàn toàn. Thì bây giờ cũng như tôi đi, tôi ra tôi thăm ruộng vậy thôi. Đó rồi tới cái lịch cũng như là cái lịch mà xịt thuốc, lịch mà bị gì mình ở đây mình xài phân bón thông minh rồi thì chỉ là bón một lần là tới thu hoạch luôn. Cho nên là cái vụ phân thì mình khỏi có cần nói tới đi. Còn cái là thuốc sâu bệnh rồi này kia thì mình đi thăm đồng mình thấy mình báo lại cho cái mấy cái ông gì mà để đi coi đồng đó bên mà về bên nông nghiệp đó đó mấy ông coi mới nói sâu bệnh thì vậy là mình mới là đi mua thuốc, mua loại thuốc gì để trị gì đó rồi đem về là cái hệ thống máy bay nó xịt luôn à. Mình đem về mình xách và chạy xe ra tới đây vậy là nó đem máy bay lại là nó xịt à. Làm được cái tiết kiệm được cái nhân công lao động
cái thứ hai nữa làm tăng cái thu nhập cho bà con nông dân, giảm cái chi phí. Thì nói chung thì bà con nông dân đã quan tâm vào trong cái công nghệ này rất là nhiều. Cái thuận tiện cho bà con nông dân, thuận tiện cho cái việc mà tưới tiêu rồi công lao động bây giờ thì nó đã khan hiếm. Cho nên là đưa những cái công nghệ cao vô để phục vụ sản xuất cho nông nghiệp thì nói chung là để cái kinh tế vừa nông dân đã tăng cái thu nhập của bà con nông dân. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2 áp dụng công nghệ cao vào canh tác nông nghiệp đã giảm được công lao động cho người dân. Đây chính là lợi ích hấp dẫn thu hút được những lão nông có tuổi như ông Thuận tham gia là thành viên trong hợp tác xã. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ cao không chỉ giữ chân người nông dân trong hợp tác xã mà còn giải quyết bài toán thiếu lao động sản xuất nông nghiệp ở nông thôn hiện nay. Vâng, sau khi mà theo dõi phóng sự vừa rồi thì không biết quý vị như thế nào, nhưng mà tôi thì tôi cũng cảm nhận được cái cảm xúc rất là hạnh phúc nè, tình yêu với nông nghiệp của ông Thuận, ông Đảm, khi mà trong suốt cuộc đời vất vả của họ gắn bó với nghề trồng lúa, với con trâu, với cái cày, gánh lúa trên vai bằng đôi quan gánh. Có thể nói là nông nghiệp thủ công đã khắc họa rất rõ nét về chân dung lam lũ của người nông dân Việt Nam chúng ta. Bây giờ thì mọi thứ đúng là đã rất là thay đổi, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh thôi, đúng không ạ? Những người nông dân của chúng ta đã làm chủ công nghệ, có thể quản lý hệ thống sản xuất chỉ bằng một phần mềm thông minh. Phân bón thì chỉ bón một lần trong năm thay vì nhiều lần như là trước đây, và phát hiện dày nâu ở trên lúa bằng hệ thống cảm biến ở trên đồng ruộng. Nước tưới tiêu ra vào đồng ruộng cũng được tắt mở một cách tự động và tất cả thì được điều tiết một cách rất tiết kiệm. Vâng, và tôi nghĩ là để có được cái hệ thống công nghệ hiện đại trên cánh đồng lý tưởng này thì rõ ràng chúng ta cũng phải không thể phủ nhận là ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp họ đã tập trung đầu tư vốn và công nghệ cho các hợp tác xã rất là nhiều. Dịch vụ nông nghiệp áp dụng trên cánh đồng mẫu lớn thì cũng đã được triển khai với mục tiêu là xây dựng kinh tế tập thể qua mô hình hợp tác xã. Những người nông dân muốn được sở hữu công nghệ 4.0, họ có thể gia nhập làm thành viên của các hợp tác xã sản xuất. Từ đó, với sức mạnh của kinh tế tập thể sẽ giúp cho các thành viên của chúng ta cùng nhau thi đua sản xuất và hưởng lợi ích chung trên các cánh đồng mẫu lớn, thưa quý vị. Vâng, để có thể xây dựng được những hợp tác xã mà đoàn kết như thế này trong cái nền sản xuất nông nghiệp 4.0 thì ngành nông nghiệp Đồng Tháp họ đã thực hiện như thế nào? Và chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Phước Thiện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh Đồng Tháp để tìm hiểu về câu chuyện là người nông dân ở đây họ xây dựng cánh đồng lý tưởng trên chính quê hương của mình như thế nào. Người dân trồng lúa ở Đồng Tháp được tiếp cận công nghệ cao, họ đã thay đổi tư duy sản xuất ra sao? Hiện nay mà nếu mà ví dụ như cánh đồng của Mỹ Đông mà chúng ta thấy đó, mà giờ đi kêu mà đi trồng một cái giống lúa thương mại thì chưa chắc gì họ chịu trồng. Mà hiện nay họ đã quen trồng với cái giống lúa giống rồi, mà lại dùng ứng dụng nông nghiệp công nghệ thông minh để họ trồng cái lúa giống chứ không có chịu đồng ý cái kia. Bởi vì nhiều lúc là bây giờ Đồng Tháp có những cái hợp tác xã họ, người nông dân lại quay ra là gọi là đề xuất mà dí chính quyền ngành chức năng là phải cho tôi tiếp tục ứng dụng công nghệ vô. Thì giống như là nói chung là cái thay đổi là gì, tôi nói là người dân đã quay là cái chủ động để mà thay đổi hơn là so với trước, và họ mạnh dạn đề xuất có thêm tiếp tục những cái thay đổi đó để nhằm tiếp tục cải thiện và cái nâng cao cái hiệu quả kinh tế của họ. Tôi nghĩ Đồng Tháp đó là hiện nay cũng có một cái thành công rất là lớn, mà là cái sự mà hài lòng của người dân về cái trong những cái kinh tế hợp tác một số cái điểm như thế. Khi mà ứng dụng công nghệ cao vào đồng ruộng thì nó đã giải quyết được cái bài toán thiếu hụt lao động nông nghiệp như thế nào tại địa phương ông? Cái bài toán chỉ có ứng dụng công nghệ với ứng dụng nông nghiệp thông minh thì tôi nghĩ bài toán đó sẽ giải quyết là cái bài toán về cái lao động trong thời gian tới. Mà tôi nghĩ là tới đây nếu mà vẫn có tiếp tục người lao động đi thì cũng đó một cái tốt. Có thể là trên cái mảnh đất họ không sản xuất hiệu quả thì họ đi tìm một cái chỗ khác, hoặc là họ cho thuê, hoặc là họ hợp tác, kinh tế hợp tác với những cái hợp tác xã đó, họ giao hợp tác xã thì họ đi tìm một cái nguồn sống khác, thì tôi nghĩ cách đó là một cách tăng thu nhập thôi. Và những người già ở lại thì tôi nghĩ là họ có thể dùng mảnh đất của mình tham gia hợp tác xã, thì có những cái hợp tác xã kinh tế hợp tác đã ứng dụng công nghệ rồi thì không cần cái nguồn nhân công lao động, thì lúc đó thì nói chung là chúng ta cũng có người già cũng có thể là thoải mái trong cái suy nghĩ và cái cuộc sống mà cũng có được cái nguồn thu nhập. Mà song song đó thì nếu mà làm như thế thì chúng ta có thể đến lúc nào đó chúng ta đạt được cái định hướng mà chúng ta đang mong đợi, là chúng ta gọi là tích tụ ruộng đất. Hiện nay thì hợp tác xã được thành lập rất nhiều. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả kinh tế tập thể thì phải dựa vào những yếu tố như thế nào? Để chúng ta chốt lại cái gì chúng ta làm, rồi chúng ta coi lại cái mục tiêu như thế nào gọi là phù hợp, hoặc là định hướng lại là cái phát triển hợp tác xã như thế nào gọi là bài bản. Chứ chúng ta nhiều lúc chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta đừng có ngại quá mà ha. Đồng Tháp tại là hiểu là cái kinh tế hợp tác, có khi chúng tôi đi Nhật với Hàn Quốc, có khi một hợp tác xã mà để thành công tới giờ là cả trăm năm. Thì mình không ngại gì mà mình phải chạy theo thành tích. Chúng ta chất lượng đi rồi chúng ta từ từ chúng ta xây lên, thì
Tôi nghĩ thì từ từ nó sẽ thành công thôi, chứ chúng ta đừng mắc một cái sai lầm lại là cái hợp tác xã chúng ta sẽ không thành công nữa. Chúng ta cũng không ngại cái chuyện đó. Thì tôi nghĩ là nó một cái hiệu quả mà trong thời gian tới thì cần tiếp tục tổng kết và có một cái đánh giá và định hướng thêm, và chúng ta để đẩy mạnh cái việc này đưa vào để mà phát triển cái kinh tế nông nghiệp. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, trong phần chia sẻ cách xây dựng mô hình kinh tế tập thể thông qua phương thức thực hiện kinh tế hợp tác mà anh Nguyễn Phước Thiện, lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, thì tôi cảm thấy rất thú vị ở một cái chi tiết là chính quyền địa phương sẽ có vai trò, họ đưa ra những cái chính sách, đưa nguồn ngân sách nhà nước về cho hợp tác xã, ban quản trị hợp tác xã sẽ là người tiếp nhận cái nguồn vốn và công nghệ, sau đó mới đưa trực tiếp cho người nông dân thực hiện trên cánh đồng của mình. Rõ ràng cách làm này rất là hay, đúng không ạ? Và không chỉ có thế mà hợp tác xã ở đây thì họ đã cùng với những chuyên viên kỹ sư ngành nông nghiệp cùng đồng hành cùng với bà con trong khâu áp dụng khoa học kỹ thuật ở trên chính đồng ruộng. Người nông dân thì chỉ cần báo cho kỹ sư là trên cánh đồng xuất hiện sâu bệnh thôi thì ngay lập tức sẽ có cán bộ kỹ thuật xuống kiểm tra và xử lý. Vâng, và để có được một cái đội ngũ kỹ thuật đồng hành với bà con của chúng ta thì không để cho bà con của chúng ta đơn độc trên con đường sản xuất nông nghiệp, những lãnh đạo địa phương nơi đây, đặc biệt là tại hội đồng quản trị của một mô hình kinh tế tập thể, họ luôn đồng hành với nông dân trên con đường sản xuất nông sản hàng hóa, thưa quý vị. Vâng, đúng là người nông dân đóng một vai trò rất quan trọng, đúng không ạ? Người nông dân chính là thành viên trong một chuỗi kinh tế hợp tác chính, là tư duy sản xuất nông sản theo kinh tế thị trường. Từ khi là thành viên trong hợp tác xã thì người nông dân không còn rơi vào tình cảnh là được mùa mất giá nữa, hay là bị phụ thuộc vào thương lái và giá cả thì bị bấp bênh. Giờ đây thì những người nông dân trên chính cánh đồng lý tưởng đã được doanh nghiệp tới tận bờ ruộng để thu mua lúa, giá bán thì cũng cao hơn những giá trôi nổi trên thị trường. Người nông dân yên tâm cho đầu ra của hạt gạo của chính mình. Cách đây 10 năm, khi nhắc tới mô hình hợp tác xã, nhiều nông dân tham gia với tâm lý miễn cưỡng. Vì hoạt động của hợp tác xã kiểu cũ trước đây chủ yếu mang tính hình thức, mạnh ai nấy làm. Mặc dù chính sách hỗ trợ rất nhiều, nhưng người nông dân tiếp cận được rất ít. Với mô hình hợp tác xã kiểu mới hiện nay thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Hồi đầu á thì mới vô hợp tác xã thì cũng hợp tác xã cũng lập dập lắm. Nhưng mà sau này thành lập nó xong rồi thì nó có cái mô hình nề nếp xong hết thì nông dân mình nó là mới phấn khởi hơn, làm nó là nó đạt hiệu quả hơn. Kể như cái giá nó ổn định rồi, cái thứ nữa là cắt đồng loạt làm là nó hiệu quả hơn, nó mình không có sợ mà kiểu như mà mỗi lần là không biết lái cò rồi nó mua nó còn trả cao trả thấp, còn này là công ty tới thời điểm gần thu hoạch thì công ty nó hợp dân lại để nó chốt giá. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi thành lập năm 2002 nhưng này đã được thay da đổi thịt vận hành theo hợp tác xã kiểu mới. Từ một hợp tác xã chỉ có 30 thành viên với vốn điều lệ là 30 triệu đồng thì ngày hôm nay hợp tác xã Thắng Lợi đã có tới 96 thành viên tham gia, vốn điều lệ lên tới hơn 1 tỷ đồng. Thì nó đúng ra hiện tại bây giờ, hồi xưa thì bán ra thương lái thì đi mua là kêu lái đồ này kia kia nọ, giờ này thì hợp đồng cho cũng như các cái công ty rồi, cái lợi hẹn ngày cắt cái thu hoạch ra mình cân cái là xong đó, nó mau gọn hơn. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi đã làm tốt vai trò liên kết với doanh nghiệp, thỏa thuận được với doanh nghiệp giá thu mua lúa cao hơn giá bán cho thị trường trôi nổi. Bên cạnh đó, hợp tác xã này còn thực hiện tốt các chế độ phúc lợi cho thành viên. Liên kết đó thì cái lợi nhuận của bà con thì hợp tác xã không có thu, làm ký hợp đồng với các công ty rồi làm cho bà con lợi nhuận là bà con tự hưởng. Một cái nữa, cái chính sách của hợp tác xã thì hàng năm đều mua bảo hiểm cho thành viên hợp tác xã. Với những hợp tác xã này, tình trạng sản xuất kinh tế nông nghiệp rời rạc, mạnh ai người nấy làm như những năm trước đây đã được khắc phục. Khi thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Đồng Tháp cũng đã coi mô hình kinh tế hợp tác là nhân tố quan trọng bậc nhất. Tại tỉnh Đồng Tháp, nhiệm vụ là phải thành lập mới hoặc chuyển đổi từ cũ sang mới được 219 hợp tác xã trong giai đoạn 2018-2020. Đến nay, Đồng Tháp mới chỉ thành lập được 172 hợp tác xã và sẽ khó đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp ở đây cho rằng quan trọng nhất vẫn là hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Nếu đạt số lượng xong chỉ hoạt động mang tính hình thức thì nông dân cũng sẽ rời bỏ mô hình kinh tế này. Mà ai muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn từng bước, chắc bước thì phải đi trong tập thể. Cái suy nghĩ của tôi là quan trọng nhất là cái đoàn kết giữa cái hội đồng quản trị. Dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước thành viên hợp tác xã. Cái thứ hai nữa là được bà con tín nhiệm và tin tưởng. Vì hợp tác xã là chỉ có chữ tín mới làm được, có cái tâm mới làm được, còn không có cái tâm thì dứt khoát không làm được.
Để hoạt động hiệu quả thì các hợp tác xã phải đảm bảo những thành viên trong hợp tác xã có nguồn thu nhập ổn định, bền vững, xây dựng được chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp. Các mô hình hợp tác phải có sự tham gia của chính quyền, hợp tác xã, nông dân và doanh nghiệp nhằm chia sẻ lợi ích công bằng trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó là cần xây dựng một tập thể nông dân sản xuất đoàn kết vì lợi ích chung của tập thể. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, sản xuất theo chuỗi giá trị hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp rất có hiệu quả. Tới vụ mùa thì hợp tác xã sẽ đứng ở giữa để lắng nghe doanh nghiệp và người nông dân thỏa thuận về giá bán. Hợp tác xã không hưởng lợi gì từ những cái thỏa thuận này, nhưng sẽ phải bảo vệ quyền lợi công bằng cho người nông dân khi mà họ ký kết với các doanh nghiệp. Vậy chính quyền địa phương, lãnh đạo ngành nông nghiệp sẽ có vai trò gì ở chuỗi liên kết này? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Nguyễn Phước Thiện, là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp về cái cách mà họ xây dựng cái chuỗi sản xuất nông sản bền vững là nền tảng xây dựng cánh đồng lý tưởng qua phần trò chuyện ngay sau đây. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên tôi xin được hỏi ông đó là làm thế nào đó để người dân người ta hiểu được kinh tế tập thể là gì ạ? Tại có một cái kiến thức về kinh tế hợp tác ạ. Nó không có đơn giản như một kiến thức doanh nghiệp. Tại kiến thức doanh nghiệp thì khi anh vô thì có thể là anh có những cái cổ đông thì anh chia theo cổ đông. Nhưng mà kinh tế hợp tác thì nó phải tự được cái sự đồng lòng của tất cả những cái thành viên. Mà có thể những thành viên đó là có thể là nếu mà so về cái công ty cổ phần có thể chưa gọi là đóng tiếng nói gì hết. Nhưng mà một cái tiếng nói đó nó lại có thể nó làm cho cái ảnh hưởng tới cái quyết định của hợp tác xã. Dưới thứ hai nữa là phải có đào tạo một cái cơ bản với kinh tế hợp tác để những cái cán bộ chuyên môn, những người đi vận động hợp tác xã họ hiểu kinh tế hợp tác là gì. Thì từ đó họ có thể phân tích cho người dân hiểu và họ cũng có thể làm cái cầu nối để họ điều phối khi mà nó có những cái buổi đàm phán giữa cái doanh nghiệp với cái người nông dân thì họ hiểu kinh tế hợp tác là gì, họ hiểu vấn đề thì họ mới chia sẻ để hai bên, để chúng ta tránh cái tình trạng là khi vô thì mình không hiểu thì mình ngồi giống như mình chứng kiến mình nghe thôi. Giữa dân thì đổi thừa là doanh nghiệp bẻ kèo, còn doanh nghiệp thì đổi thừa người dân bẻ kèo thì cái tình trạng này chúng ta cũng biết rồi. Thì tôi nghĩ chia sẻ của cái Đồng Tháp thì trước đây thì thật sự là chúng tôi tỉnh là đang coi trọng cái kinh tế hợp tác rất là nhiều. Mỗi cái doanh nghiệp lớn xuống thì đa phần là các ngành chuyên môn và địa phương, thì chúng tôi khi mà doanh nghiệp xuống tiếp xúc với người dân hoặc là hợp tác xã thì chúng tôi cũng phải đi theo, có những người đi theo có thể chúng tôi chưa có giỏi mà chúng tôi đi theo nghe thì chúng tôi có hiểu gì, chúng tôi chia sẻ giữa hai bên, giữa bà con. Thì cách làm của Đồng Tháp hồi xưa là vậy, thì nên có khi là người dân cũng sẽ nghe chính quyền hoặc là ngành chuyên môn, thì từ đó chúng ta có thể làm cái cầu nối giữa người nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và hội quán với cái doanh nghiệp, nó sẽ dễ dàng hơn. Vấn đề là chúng ta phải ngồi lại với nhau để mà chúng ta có một cái sự điều phối rõ ràng trong cái công tác mà kết nối giữa hai bên, thì tôi nghĩ kinh tế hợp tác nó mới dần dần đi vô cái bài bản và tạo cái lòng tin với nhau. Như ông nói thì để người dân người ta hiểu về kinh tế tập thể đó chính là việc giáo dục, đào tạo, làm sao đó những cái cán bộ ở địa phương có thể hiểu được khái niệm của kinh tế tập thể và người dân người ta tình nguyện vào trong hợp tác xã. Vậy thì vai trò của phong trào hội quán có tác dụng như thế nào? Tỉnh Đồng Tháp thì từ cái mô hình cũng có một cái mô hình rất là mới là cái ý tưởng của đồng chí bí thư tỉnh ủy Lê Minh Hoang đó, chúng ta thành lập những cái hội quán. Thì ngoài song song với tổ hợp tác thì hội quán cũng là một cái hình thức là chúng ta tập hợp những cái người dân lại với nhau, thì từ đó chúng ta cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau để mà trao đổi tất cả các thông tin đa ngành. Thì trong những cái này thì tùy vào những cái tổ hợp tác xã, thì có một số cái thành viên hợp tác xã tổ hội quán này họ thấy là phù hợp với nhau thì họ cùng rủ nhau ra họ thành lập một cái tác xã cho để làm những một cái ngành nghề nào đó. Thì hôm vừa rồi thì cũng có gần 30 cái hợp tác xã mà đi lên từ cái hội quán này mà hiện nay thì hoạt động rất là hiệu quả. Nhưng mà ở đây thì cái hội quán thì với cái hội quán thì nó hiện nay nó cơ bản và cái chúng tôi thấy đánh giá được là nó nền tảng nó tốt cho cái thành lập hợp tác xã, là chẳng qua là khi những người ta sinh hoạt với nhau rồi, người ta hiểu nhau rồi thì họ mới rủ nhau ra. Còn lúc trước đây người ta đi tổ hợp tác rồi mình đi vận động, mình cũng cố gắng vận động đó, nhưng mà vận động thì có nhiều lúc nó gọi là ép buộc chứ nó phong trào quá, thì nên cũng có lúc thì thành lập rồi xong rồi nó cũng eo ọt, yếu kém rồi cũng phải giải thể. Để có thể hiểu được kinh tế tập thể, hiểu được cách thực hiện chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ bền vững thì Đồng Tháp đã có những chính sách hỗ trợ người dân như thế nào? Đồng Tháp cũng không quên cái nhiệm vụ là làm thế nào để mà đào tạo những cái bộ máy quản lý của cái hợp tác xã và đào tạo một số cái thế hệ để chúng ta chuẩn bị cho cái công tác và thành lập hợp tác xã. Thì Đồng Tháp tổ chức những cái lớp cho người nông dân nè, rồi các cán bộ quản lý hợp tác xã đi tập huấn về kiến thức thị trường, về kinh tế hợp tác và đi tham quan những cái mô hình mà người ta kinh doanh mua bán sản xuất để hiểu, để gì từ đó về cái lãnh đạo. Và Đồng Tháp cũng là tỉnh đi tiên phong áp dụng đưa cán bộ về hợp tác xã để mà làm giám đốc. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Vâng, để có được các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ bền vững như ngày hôm nay, thì ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp họ đã được thực hiện kế hoạch động viên hướng dẫn người nông dân tổ chức sản xuất theo mô hình tập thể. Ở khởi đầu là cái mô hình hội quán nè, nông dân ở từng ấp từng xóm sẽ tạo thành một cái hội quán, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cũng như là cái tư duy thương mại trong đó. Ở sau một thời gian thì các hội quán đồng lòng cùng nhau thành lập một cái hợp tác xã sản xuất và quy mô của hợp tác xã thì lớn hơn cái hội quán đó. Vâng, với những người nông dân thì hợp tác xã phát huy được hiệu quả thì phải được sự tin tưởng của các thành viên. Thành viên là những người nông dân và họ tham gia vào hợp tác xã được hưởng lợi từ mô hình này. Lợi ích cụ thể đó là tiếp cận được với công nghệ thông tin, được là thành viên trong chuỗi sản xuất tiêu thụ bền vững. Đó là ước mơ của rất nhiều những người nông dân trên cả nước đang muốn hướng tới những cách làm mà những người nông dân Đồng Tháp đang thực hiện. Vâng ạ, với những người nông dân tham gia mô hình hợp tác xã, với họ không phải là một cái bộ máy hoạt động hành chính phức tạp đâu, mà hợp tác xã theo họ chia sẻ là một cái chỗ vừa vững chắc cho những người nông dân, họ có thể gắn bó với đồng ruộng của mình nhờ vào cơ giới hóa hay là công nghiệp 4.0 khi mà họ đã bị quá tuổi lao động rồi. Hàng ngày chúng ta có thể thấy là ông Thuận, ông Dũng trong cái đoạn phóng sự vừa rồi chúng ta xem á, hạnh phúc của họ là được ngắm nhìn cánh đồng có lúa trổ bông nè, hứa hẹn một vụ mùa thật là bội thu. Vâng, đây chính là thành quả của sự đoàn kết này, thành quả của cái tư duy mà dám thay đổi sản xuất, dám làm kinh tế thông qua mô hình hợp tác xã của những người nông dân ở vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ đổi mới.